những tin tức và câu chuyện để chú ý trong cà phê trưa hôm nay. Ashley tung bản diss rapper số 1 khiến Jack không làm người. Scarlett Johansson kiện Disney vì phát hành trực tuyến bom tấn Black Widow. Tiara xác nhận comeback trong năm nay. 80 triệu khán giả theo dõi buổi livestream của Lưu Đức Hoa. Nghệ sĩ Hồng Vân lên tiếng giữa tin đồn bay màu danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Lệ Quyên công khai sống chung với tình trẻ. Choáng với clip hội hot TikToker tụ tập bắt trend Võ Quốc Ngân Tiểu Hí vừa lên sóng đạt luôn 5 triệu view. Huỳnh Hiểu Minh mừng rỡ khoe em họ giành huy chương vàng Olympic. Động thái của Angelababy lại làm CNET lo lắng. Câu chuyện showbiz khi sao Việt ở nhà quá lâu vì Covid-19. Yo, xin chào mọi người, tôi là Trung Thành đây và đây là Khánh Huy xinh đẹp của chúng ta trong chương trình Cà Phê Trưa. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 11h45 trên kênh YouTube Việt Nam Top News và Appnet Love. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chính của buổi tiệc ngày hôm nay nha. ICD tung bản diss rapper số 1 khiến Jay Ngọc làm người. Trước ngày 30 tháng 7, ICD chính thức tung chú track tiếp theo trong trận beef battle với Taze. Điều gây chú ý nhất chính là việc quán quân King of Rap đã dùng chính cụm từ đang hot rần rần trên cộng đồng mạng rap hip hop gần đây là rapper số 1 để đặt tên cho bản rap diss này. Không còn những lời lẽ mang tính ít sát thương và nhẹ nhàng ở chân chạm đất lần trước, cú track rapper số 1 này có phần gay gắt hơn. Theo đó, bản rap diss này được chia làm 3 phần. Ở phần đầu tiên, ICD nói về những điều tiếng tranh cãi khi anh giành được ngôi vị cao nhất của King of Rap. Nam rapper đã nói là chuyện khi xưa mang việc Rich Choi đồn đoán mua giải đến việc Release mỉa mai mình và bản rap. Thậm chí nam rapper còn cho rằng Will Should Die chính là người suýt phá hủy cả chương trình King of Rap. Ở phần thứ hai, ICD đã gây gắt diss Tay. Theo đó, nam rapper đã nhiều lần khẳng định Tay chỉ là thiếu nhi, trẻ con và học trò Suboy nên hãy bớt ghen tị với vị trí quán quân mà ICD đạt được. Ở phần thứ ba, thì chắc chắn là nhiều rap fan theo phe ICD sẽ còn phải sướng rơn khi anh có cú đáp trả cực slay khi cho rằng việc bản thân thường được Suboy và Karik đánh giá khá cao. ICD còn thẳng thắn khuyên Tay nên học làm người trước khi làm rapper và chắc chắn câu rap đầy tính kích động này sẽ là nguồn cơn thịnh nộ để Tay tung cú track trong thời gian tới để battle lại. Well. Và thông tin thứ hai là một thông tin dành cho những fan Marvel như Thành. Scarlett Johansson kiện Disney vì phát hành trực tuyến bom tấn Black Widow. Ngày 29 tháng 7 vừa qua, Variety đưa tin luật sư của Scarlett Johansson đã trình hồ sơ lên tòa án tối cao Los Angeles với cáo buộc hãng Walt Disney đơn phương vi phạm hợp đồng khi phát hành bộ phim Black Widow trên dịch vụ trực tuyến, khiến nữ minh tinh Scarlett Johansson thiệt hại 50 triệu đô. Được biết, thỏa thuận của Scarlett Johansson với Marvel chỉ gắn liền với thành tích phòng vé, trong khi doanh thu bán vé sụt giảm nghiêm trọng do đại dịch Covid-19 chỉ ở mức 319 triệu đô trên toàn cầu, đưa Black Widow trở thành một trong những phim Marvel có doanh thu thấp nhất mọi thời đại. Vào tháng 3, Disney đã thông báo rằng Black Widow sẽ ra mắt đồng thời trên dịch vụ phát trực tuyến dựa trên đăng ký của studio với mức giá cao cấp là 30 đô, nhưng lại không quan tâm đến hợp đồng của diễn viên. Luật sư của Scarlett khẳng định rằng đại dịch Covid-19 chỉ là một cái cớ của hãng Disney khi phát hành phim lên trực tuyến. Nếu thành công, vụ kiện của Johansson có thể giúp nhiều diễn viên có thể đòi lại công bằng và tiền bồi thường cho những bộ phim chuyển sang dịch vụ phát trực tuyến. Vụ kiện cũng thúc đẩy nền công nghiệp điện ảnh đưa ra những quy định chặt chẽ hơn để bảo vệ nghệ sĩ khi tác phẩm của họ lại không được phát hành độc quyền tại rạp chiếu. Và kế tiếp là một thông tin chính, một thông tin cũng về Marvel. Park Seo-joon sẽ thủ một vai diễn phản diện trong Captain Marvel phần 2. Thông tin Park Seo-joon có thể sẽ gia nhập vũ trụ Marvel đang là tin tức nóng hổi được nhiều người chú ý bởi các netizen xứ Hàn, khi mới đây trang thông tin điện ảnh lớn nhất thế giới IMDb đã liệt kê hồ sơ dàn diễn viên Captain Marvel phần 2. Trang tin này đã đặt ảnh của Park Seo-joon bên cạnh Brie Larson, Diana Paris và Iman Vellani, đang nhận được nhiều sự chú ý. Mặc dù thông tin này vẫn chưa được Marvel và công ty quản lý của nam diễn viên Awesome Entertainment chính thức công bố, nhưng nhiều người đã tin chắc rằng sự xuất hiện của Park Seo-joon trong Captain Marvel phần 2 là điều chắc chắn. Được biết, nhân vật Park Seo-joon thủ vai chính là Amadeus Cho, một tay súng tuổi teen người Mỹ gốc Hàn. Tay súng này có một bộ não thiên tài. Nhiều người dự đoán Amadeus Cho sẽ là siêu anh hùng thứ tư xuất hiện bên cạnh ba nữ siêu anh hùng. Thế nhưng một số dự đoán khác lại cho rằng anh sẽ chỉ là một nhân vật phản diện. Mình vẫn chưa biết được, bởi vì vũ trụ Marvel nó có những cái biến hóa khôn lường thì mình không có biết được là Park Seo-joon có thực sự là thủ vai chính hay là pha phản diện hay không. Yeah. Thì em nghĩ là mời quý vị khán giả của chương trình Cà Phê Trưa và anh Thành sẽ đón chờ xem nhé. Lâu lắm em, còn lâu, rất lâu. Lâu nhưng mà cứ chờ đi. Vũ trụ Marvel là một cái hệ không gian để chờ đợi. Em có biết là có thể trong một cái dòng thời gian khác á, thì bây giờ chúng ta đâu không có dịch Covid đâu mà chúng ta đang đợi coi Black Widow nè. Và biết đâu là Captain Marvel 2 đã chiếu rồi, đã chiếu rồi nè. Thôi thì anh sẽ tạm biệt Khánh Huy và tạm biệt mọi người. Mình sẽ bước qua dòng thời gian bên kia nha. Bye em.
Yeah, và thông tin kế tiếp là một thông tin rất là dễ thương đối với các bạn. Tiara xác nhận comeback trong năm nay. Mới đây, người hâm mộ đứng ngồi không yên khi Tiara thông báo trở lại làng nhạc K-pop với sản phẩm âm nhạc mới. Cụ thể, trong buổi phát sóng trực tiếp kỷ niệm 12 năm ra mắt, 4 thành viên Tiara cho biết mình sẽ comeback trong nửa cuối năm 2021. Tiara đã khiến cho cộng đồng người hâm mộ của nhóm liên tục cảm thấy hạnh phúc khi các cô nàng thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhau tại các chương trình truyền hình tại Hàn Quốc sau một thời gian dài kể từ khi rời công ty quản lý cũ. Điều mà người hâm mộ thắc mắc là Tiara sẽ hoạt động với đội hình 4 thành viên hay Soyeon hay Boram quay trở về và cùng quảng bá sản phẩm mới. Dù chưa có thông tin gì về số lượng thành viên tham gia comeback, cộng đồng yêu âm nhạc K-pop vẫn vô cùng mong đợi sự trở lại của nhóm nhạc đình đám một thời này. Đố anh Tiara sẽ có bài gì mà họ tới bây giờ mọi người vẫn còn hát? Tính anh tính đố ngược em luôn á. Bài gì nào? Cùng nói nha. 3, 2, 3. We will... Không, Tiara ngày xưa nhiều bài lắm. Vậy thì em sẽ đố với anh Thành ha. Em sẽ hát thử xong rồi anh Thành sẽ đoán đâu phải bài hát đó không nha. 우리 사랑했잖아 나나나나나나 Yep, bài đó tên gì? Dạ, đúng rồi. Bài em hay hát á. Bài này là mình hay chơi trao đi sành nè mọi người, nhưng mà không nhớ tên. Bài đó là bài We Were In Love của Tiara. À, đúng rồi đó, bài đó We Were In Love. Trời, đơn giản vậy, Khánh Nguyên cũng đố nữa. Và thông tin kế tiếp là về một idol của tất cả mọi người. Ngày 30 tháng 7, truyền thông Trung Quốc đưa tin 80 triệu khán giả đã theo dõi buổi phát sóng livestream nhân dịp kỷ niệm 40 năm sự nghiệp giải trí của Lưu Đức Hoa vào hôm 29 tháng 7. Trong buổi livestream, Lưu Đức Hoa tiết lộ bị viêm gan B nên dù rất muốn thử say rượu nhưng không thể. Hồi năm 20 tuổi, anh từng say một lần và sau đó ý thức không để mất kiểm soát về sau. Ngoài ra, anh cho biết tai nạn ngã ngựa hồi năm 2017 để lại di chứng khiến anh không dám cưỡi ngựa. Anh bị ngã ngựa khi quay quảng cáo tại Thái Lan và phải nằm nhà điều trị trong 8 tháng. Vợ anh Chu Lệ Thiên đốt hết hình ảnh lúc nam diễn viên bị thương và nằm viện để quên đi ký ức đau buồn. Lưu Đức Hoa nói đó là cơ hội anh dành trọn vẹn thời gian bên vợ con. Tuy vậy, việc vợ của anh lo lắng chăm sóc anh đến mức gầy rộc, xuống sắc, truyền thông lại bình phẩm về nhan sắc của vợ khiến anh đau lòng. Lưu Đức Hoa được gọi là Thiên Vương Hồng Kông, em biết không? Em biết. Dạ, đố em nha. Lưu Đức Hoa ngày xưa có một bài hát rất nổi tiếng và Việt Nam chúng ta đến em cover lại là tính lần hai ca khúc lận. Đố em là bài gì? Em không có nghe nhạc, em coi phim thôi ạ. Dạ, anh sẽ hát thử một đoạn ha. Biết không? Đúng rồi, chính xác. Đó chính là ca khúc Anh Có Quên Em của Vân Quang Long. Và thông tin kế tiếp, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Hashtag Của Sao. Đây là chuyên mục chia sẻ những status, những cái phát ngôn của sao Việt và thế giới trong những cái thời gian qua. Thông tin đầu tiên của chúng ta, nghệ sĩ Hồng Vân lên tiếng giữa tin đồn bay màu danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Chiều 29 tháng 7, cư dân mạng được một fan dậy sóng khi phát hiện fan bay chính thức nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã chuyển thành nghệ sĩ Hồng Vân. Điều này làm dân mạng đưa ra đồn đoán rằng Hồng Vân bị tước danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Nhưng ngay sau đó, nữ nghệ sĩ đã chính thức lên tiếng cho biết nguyên nhân của việc đổi tên fanpage xuất phát từ các chính sách của Facebook để đồng nhất với trang cá nhân. Ngoài ra, điều này cũng tránh cái tình trạng mạo danh. Có thể thấy việc nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân lên tiếng đã đập tan tin đồn những nghệ sĩ bị tước danh hiệu sau những lùm xùm xảy ra trước đó. Lệ Quyên công khai sống chung với tình trẻ. Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên cập nhật trên trang cá nhân hình ảnh ở nhà, cô viết kèm dòng trạng thái at home. Nữ ca sĩ không lộ mặt mà chỉ chụp phần thân dưới đang mặc váy ngủ, sexy, nằm thư giãn trên ghế sofa. Đáng chú ý trong bức ảnh còn có sự xuất hiện của một người đàn ông trẻ mà dân tình đoán chắc đây đó chính là Lâm Bảo Châu, bạn trai kém 12 tuổi của Lệ Quyên. Hành động của nữ ca sĩ được cho là cô không ngại công khai việc đang sống chung với tình trẻ. Đây là lần đầu hiếm hoi nữ ca sĩ đăng ảnh thế này dù cô khá thoải mái nhắc đến chuyện tình với bạn trai kém tuổi. Và chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thứ ba. Chán với clip hội hot TikToker tụ tập bắt trend vợ quốc dân, Tiểu Hí vừa lên sóng đạt luôn 5 triệu view. Kể từ khi vợ quốc dân Tiểu Hí mới đầu trào lưu mặc crop top dance cover Hạ Còn Vương Nắng, mạng xã hội như được dịp phát sốt và loạt TikToker thi nhau bắt trend. Cũng từ đây nhiều biến thể vũ đạo của những phiên bản lầy lội đã được tung ra và thu hút sự quan tâm cực lớn. Mới đây, một tài khoản còn đăng tải clip hội hot TikToker cùng nhau tụ tập và nhảy Hạ Còn Vương Nắng. Trong đoạn clip, người xem có thể nhìn thấy hàng loạt gương mặt quen thuộc như cô nàng Tiểu Hí, Long Chun, anh Tây Mr. Tây Điên, Đặng Duy Long. Chỉ mới lên sóng, clip đã hiện thu về gần 5 triệu view và hàng chục ngàn bình luận từ cộng đồng mạng. Anh có biết, anh hay coi TikTok á, anh có biết cái trend này không? Không, anh còn biết Tiểu Hí là ai?
Ăn ở trưa ngay mà hạ cao dưỡng nắng luôn. Vậy thì chút nữa anh về anh mở lên anh coi đi. Thôi bây giờ mình mở lên coi liền đi. Thôi em nghĩ là để cho khán giả coi đi xong rồi gửi link qua cho mình. Rồi mấy bạn ơi nhớ gửi link cho mình nha, tại vì anh Thành rất ít lướt TikTok. Huỳnh Hiểu Minh mừng rỡ khoe em họ giành huy chương vàng trong Olympic Tokyo 2020. Nhưng động thái của Angelababy lại làm cho CNET lo lắng. Tối ngày 29 tháng 7 vừa qua, vận động viên bóng bàn Trần Mộng đã xuất sắc giành về huy chương vàng thứ 15 cho đoàn Trung Quốc. Rất nhiều lời chúc mừng và tung hô dành cho tuyển thủ sinh năm 1994 này. Đáng chú ý chính là Huỳnh Hiểu Minh. Nam diễn viên gây bất ngờ khi chia sẻ dòng nhắn: anh họ của Trần Mộng đang ở nhà chuẩn bị tiệc mừng đón em trở về đây nha. Hóa ra người hùng mang thành tích ấn tượng về cho đất nước này là em họ của tài tử Tân Bến Thượng Hải. Wow! Bên mạng xã hội, netizen xứ Trung bất ngờ réo tên Angelababy và chờ mong động thái của cô nàng về việc em họ của chồng giành huy chương vàng. Tuy nhiên, vào Weibo của Angelababy, netizen chỉ thấy duy nhất một bài đăng cổ vũ đội bóng bàn và cầu lông Trung Quốc trước khi thi đấu. Sau khi Trần Mộng giành huy chương vàng, Baby hoàn toàn không có bài đăng nào chúc mừng. Vì điều này, trên mạng xã hội, nhiều fan xôn xao bình luận rằng sao Baby không chúc mừng Trần Mộng vậy? Thật là đáng lo ngại nha. Mối quan hệ của cô ấy với Hiểu Minh lại có vấn đề à? Đáng lẽ phải đăng bài chúc mừng ầm ĩ rồi chứ. Em họ của chồng giành huy chương vàng mà chị dâu lại không mừng lấy một câu. Thật là cũng không có biết nhận xét sao nữa. Thầy tính Angelababy đó giờ rất là kính tiếng. Nên là có thể là cô ấy không đăng bài chúc mừng mà nhiều khi về nhà cô mới làm bất ngờ sao? Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với thông tin kế tiếp. Đố em, hình ảnh này là của nhân vật nào? Nhìn quen quá ta. Từ, ba em chuyên hay coi cái phim này. Không phải để như vậy đâu, mà là như vậy nè. Như vậy là của Diệp Vấn. Chính xác. Đúng rồi, ba em, trời ơi, ba em hả, coi rất là ghiền cái phim này. Tại vì đó là thầy của Lý Tiểu Long. Mà là Lý Tiểu Long lại là thần tượng của ba em. Nên là ba coi là nhạc phải coi. À, rất thú vị. Thì đố em, đây là chi thức của ai? Nhân vật đóng vai Diệp Vấn là Trung Tử Đơn. À, giờ mới nhớ là mọi người rất buồn. Nhưng mà không phải tên đó. Là sai rồi. Gần tại sao đó, Trung Tử Đơn là đúng mà. Người ta chân Tử Đen. À, thì Việt Nam mình nó có nhiều cái là gì? Một cái biến thể, một cái tên Trung biến Tử Đơn và Châu Tử Đen hay là Trung Tử Đen. Là gì? Tên tiếng Trung á hả? Uh-huh. Tên tiếng Trung không biết tên, không biết đọc. Và thông tin này chính là về Trần Tử Đan. Trần Tử Đan mới đây đã chia sẻ hình ảnh đầu tiên cho phim trường John Wick Chapter 4 và với thần thái phong độ như thường lệ, người hâm mộ đồng loạt hy vọng về màn kết hợp đỉnh cao giữa anh và Keanu Reeves khi chống lại kẻ thù chung trong phim. John Wick Chapter 4 có thể nói là tập hợp những tay đấm hoành tráng nhất mà dòng phim có thể quy tụ được, khiến cho fan của các dòng phim này có thể phát điên lên. Ngoài Keanu Reeves, Trần Tử Đan, Ian McShane, Lance Reddick, Lauren Fishburne, Rina Sawayama, Bill Sagas, Samir Anderson và Hiroyuki Sarada. Arigato. Có thể nói đây là một bộ phim mà quy tụ rất là nhiều những cái tên tuổi khá là dữ dằn đó mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chương mục Câu chuyện showbiz. Khi sao việc ở nhà quá lâu vì Covid-19, quá quen với cuộc sống bận rộn cùng lịch trình dày đặc, đùng một cái bỗng dưng phải ở nhà liên tục trong một thời gian quá dài, nhiều sao Việt rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tổng hợp những kiểu ở nhà chống dịch của các nghệ sĩ nổi tiếng. Liệu rằng với tâm hồn nhạy cảm của một nghệ sĩ thì họ sẽ làm gì khi bắt buộc phải ở nhà cách ly? Thứ nhất là bắt trend TikTok. Với những đoạn clip ngắn dưới 3 phút rất dễ thực hiện, lại thường xuyên có những xu hướng mới thu hút giới trẻ, TikTok đang là nền tảng xã hội thu hút nhất hiện nay. Phần lớn các nghệ sĩ đều đem là những TikToker hàng trăm ngàn người theo dõi, nên việc họ bắt trend hay thậm chí là tạo ra trend được rất nhiều người dùng TikTok thích thú. Trước đó, Ngọc Trinh chính thức trở thành ngôi sao Việt nhiều follow nhất TikTok, có tới 6 triệu người theo dõi. Trấn Thành, Harry Won, BB Trần, Hồ Văn Hiếu đều là những hot TikToker. Ngay cả Sơn Tùng MTP cũng khiến fan được phải ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa khi bất ngờ bắt trend biến hình với filter là trái chanh. Kèm theo lời nhắn giữa đêm khuya: có lẽ là cuộc sống này thật mệt mỏi nên là uống chanh thật nhiều bài. Hơi cục. Nghe nó hơi cục đấy không? Đoạn clip rất đáng yêu, khác với phong cách cool ngầu thường ngày của sếp, nhanh chóng nhận được hơn 9,6 triệu view và gần 1,5 triệu lượt thả tim. Em biết anh Hồ Văn Hiếu không? Biết. Cái thời mà dịch nó mới bùng bùng gần á, nó chưa lỡ căng quá. Thì có một thời khác, người ta coi TikTok xong phải nói là
Không ấy anh đi diễn đi. Anh đừng chơi TikTok nữa. Anh diễn hài dữ quá. Coi chừng anh quên hát á. À, đúng rồi, em có theo dõi một số tin thường đợt dịch á là Hồ Quang Hiếu đã chuyển sang làm TikToker. Thay vì đi diễn, thay vì đi hát, và anh đang có rất có khiếu trong cái bộ môn TikToker này. Yeah. Nên là các fan đều đồng loạt kêu gọi anh là chuyển nghề đổi sang TikToker đi. Rất là tấu hài luôn mọi người. Và trò chơi thứ hai để làm khi ở mùa dịch rảnh rỗi, tự chụp hình đăng mạng để chiều fan. Những ngày nghỉ ngơi ở nhà tránh dịch, không phải chạy show, không make up, thì những mỹ nhân V-Beat vẫn tự tin diện đẹp. Các người đẹp biến căn phòng thành studio tranh xã để tiện cho những lần chụp hình sống ảo. Họ thường xuyên diện đồ hiệu trong những bức hình tại nhà khiến fan trầm trồ, thích thú. Đầu tiên là chụp ảnh sang chảnh. Đây là những ví dụ. Nghỉ dịch ở nhà, gia đình của Hà Hồ Kim Lý cùng hai bé sinh đôi Leon Lisa vẫn cùng diện đồ đẹp để ra cổng chụp ảnh. Có lẽ đây là một thú vui tiêu khiển của gia đình đáng yêu này. Thì tạo dáng bên khung cửa sổ, thanh nặng khiến cho khung hình không khác gì được hiện ở studio với khung cảnh đầy hoa, khoe khéo đôi chân dài gợi cảm. Sự mẫu hài hước chia sẻ trên fanpage cá nhân khi những tấm hình này được post là mình đang cặm cụi dọn dẹp quay cuồng. Và cái tiếp chính là khoe dáng ngay trong nhà. Đông Nhi, Hiền Hồ, Quỳnh Anh Xin đã chọn cho mình một bộ quần áo cá tính để chụp hình. Thứ hai là cái dạng mà anh thích nhất. Chụp ảnh kiểu lầy lội. Thì đố em. Đố em. Ai sẽ là những người lầy lội? Kiểu chụp thứ hai, chụp hình kiểu lầy lội. Hứa Minh Đạt đã khoe ảnh với kiểu tóc cây dừa không thể lầy lội hơn. Nam diễn viên hài hước hỏi ý kiến của fan có nên để bà xã Lâm Vĩ Dạ cắt tóc hay không. Hoặc là Khánh Vân đã biến hóa thành vô diện. Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc ở nhà làm bảo mẫu. Cô thường xuyên bày trò quậy phá nhí nhố cùng hai cháu cưng. Trấn Thành cũng không ít lần khiến khán giả tròn mắt với kiểu tóc dài quá khổ phải cột chỏng ngược. Thứ ba, tranh thủ tập thể dục thể thao. Em nghĩ cái này không cần phải là trend đâu. Cái này là nên mọi người đều phải tập thể thao, đặc biệt là không có đâu em. Kính thưa quý vị khán giả, khi chúng tôi đang quay chương trình này thì những thành viên trong ekip ghi hình đang rất là nôn nóng. Tại vì sau khi kết thúc chương trình họ có thể chơi thể thao. Và Thành cũng đủ thể thao, nhưng mà rất tiếc là Thành còn quá bận rộn nên không thể thao được, cho nên là vẫn hơi bù bù một tí thôi. Dạ, không cần phải. Còn Khánh Huy thì không cần thể thao vẫn ốm. Có những con người không cần làm gì vẫn ốm, có những người chỉ cần hút không khí cũng mập. Diễn viên Việt Anh khoe thân hình cường tráng vì thường xuyên luyện tập tại nhà suốt những ngày dịch bệnh. Còn mẹ bỉm sữa Ốc Thanh Vân khoe ảnh tạo tư thế tập yoga quá đỉnh cùng con gái. Nữ diễn viên cho biết hai mẹ con tranh thủ vừa tập vừa vệ sinh nhà cửa. Và thông tin tiếp theo thì anh nghĩ anh sẽ để cho Khánh Nguyên đọc, bởi vì cái thông tin này anh mà đọc nữa thì Khánh Nguyên sẽ nói là anh bịa lý do ra rất là buồn. Và câu hỏi tiếp theo không phải là mùa dịch mới hỏi mà ngay cả bình thường chúng ta cũng phải hỏi, đó chính là tiếp theo ăn gì. À, nhưng mà ngày thường thì chúng ta có rất là nhiều để lựa chọn đúng không? Nhưng mà dịch thì chắc chắn sẽ rất bị hạn hẹp. Vậy cho nên suy ra những hôm bây giờ tiếp theo ăn gì có nghĩa là sẽ được ăn những món gì. Ok, câu hỏi lớn nhất khi các bạn ở trong nhà liên tục nhiều ngày, sáng nghỉ phải ăn sáng cái gì, quay lại tới trưa, chưa kịp làm gì lại ăn tới tối, chiều nhiều sau việc trổ tài và khoe thành quả nấu ăn của mình trên Facebook. Ví dụ như hôm nọ mình có đưa tin là tóc tiên để tóc tai bù xù, áo dính lông mèo, không make up và để nấu phở đúng không? Đúng rồi. Và Trấn Thành nấu ăn khuya, cũng giống như là Trường Giang làm kênh ẩm thực tại nhà. Hay quá vậy ta. Điển. Và bây giờ chúng ta hãy cùng điểm lại những hình ảnh sao Việt ở nhà khiến các fan yêu thích. Có thể nói những hình ảnh này để giúp cho sao Việt kết nối lại với những fan hâm mộ của mình một cách gần hơn, ngay cả trong mùa dịch và khi mà không có một cái bất cứ show diễn nào. Yeah. Và kính thưa quý vị, không chỉ những nghệ sĩ đang cố gắng giúp các fan kết nối, mà họ còn đang cổ vũ tinh thần, cổ vũ cái niềm tin là sẽ chiến thắng đại dịch, đang giúp cho mọi người, khuyến khích mọi người ở cùng ở nhà, đảm bảo cách ly mùa dịch. Và em nghĩ là không những như vậy nha, mà còn ở nhà bày trò ra, bày việc ra để cho các fan có thể làm theo và có thể quên đi những cái stress, là những cái căng thẳng là khi mà ở nhà quá nhiều ngày như vậy. Trong cái thời điểm dịch bệnh vẫn đang hoành hành như vậy, mặc dù là số lượng người xuất viện cũng đang tăng dần từng ngày, nhưng các bạn đừng nên lơ là, đừng nên chủ quan.
thực hiện theo đúng luật 5K của Bộ Y tế, cũng như tôn trọng theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, ở yên tại nhà không ra đường nếu không có lý do thiết yếu. Các bạn ơi, mặc dù thời điểm hiện tại là tình hình dịch Covid đang diễn biến phức tạp, rất căng thẳng và rất là nhiều diễn biến không tốt, nhưng các bạn cũng đừng lo lắng, đừng quá suy nghĩ tiêu cực. Các bạn vẫn có thể theo dõi những thông tin thật là vui, thật là xúc động, ý nghĩa, cũng như là những cái thứ có thể giúp các bạn vực dậy tinh thần trên thứ nhất là cà phê trưa nè, trên Việt Nam Top News nè, trên TikTok Việt Nam Top News, Xin Chào TV nè, và cũng như là rất nhiều chương trình khác của cà phê trưa. Các bạn đừng quên subscribe ngay kênh của mình và like ngay kênh TikTok của tụi mình để đón xem những thông tin chính xác và hữu ích nhất nha. Thì không biết là ngày hôm nay các bạn thấy hào hứng với thông tin nào nhất ta? Anh là anh thích những cái lưu nước hoa đó, idol của anh mà. Sao nó xứ xấu không xí, không biết lại, quên quá. Và các bạn ơi, vậy là thời gian dành cho cà phê trưa đã hết rồi. Và bây giờ thì Trung Thành và Khánh Nguyên xin phép các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Bye bye.